Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình mẫu ngôi nhà nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để mình thích mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình hôm nay nha các bạn. Mình sẽ sử dụng những cái bộ bút chì màu để hoàn thành cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Đây là bộ bút chì màu của mình nha các bạn nhé. Và đây là bức tranh của mình. Mình sẽ sử dụng đến màu nâu. Nâu này là nâu sáng nhé, để tô cho cái phần thân cây của mình. Mình sẽ tô từ gốc lên mọi người nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần những cái tán lá của mình các bạn nhé. Và đây là màu xanh của mình nha các bạn. Mình sẽ tô cho cái phần những cái tán lá của phần cây của mình. Và đây là phần những cái tán lá của mình nhé. Sẽ được mình tô với màu sắc đó là màu xanh. Và đây là phần tán lá các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần thân nhé. Và phần những phần cỏ, phần cây xung quanh nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu vàng để tô cho những cái chi tiết của bức tranh nhé. Phần cửa sổ mọi người nhé. Tiếp tục đến phần cửa sổ tiếp theo, phần cửa chính nha các bạn. Rồi phần viền của ngôi nhà. Tiếp tục mình sẽ tô cho hết cái phần viền của ngôi nhà với màu sắc đó là màu vàng nha các bạn. Và những cái chi tiết mà mình đã tô xong cho ngôi nhà, tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh nhé. Màu xanh để tô cho mái nhà của mình nha. Đây là phần mái nhà nha các bạn. Sẽ được mình tô với màu sắc đó là màu xanh. Phần ống khói cũng được một tô màu xanh luôn nha các bạn. Đây là những cái tên nói mình sẽ tô màu nhá. Mình sẽ tô màu xanh và màu đỏ lên nụ nẻ này nhá. Và mình sẽ vào bức chi tiết nha mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu tím nha. Màu tím để tô cho cái phần ngôi nhà này của mình.
mình sẽ tô một màu tím nhạt nha các bạn. Và tiếp tục mình sẽ tô đến phần bên cạnh của ngôi nhà với màu sắc đó là màu tím nhạt mọi người nhé. Hôm nay không phải là tím đậm, mình chỉ tô nhạt thôi mọi người nhé. Mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh của ngôi nhà của mình các bạn nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh của ngôi nhà đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu của mình để hoàn thành bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhấn like và subscribe YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.